Cũng trong sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Prabowo Subianto đã đắc cử Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2024-2029 với tín nhiệm cao, hoan nghênh Tổng thống đắc cử thăm Việt Nam và chúc mừng Quốc khánh lần thứ 79 của Indonesia. Chúc mừng Indonesia đã đạt được những thành tựu vượt bậc, trở thành nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và thứ 16 trên thế giới. Tổng thống đắc cử Indonesia chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, gửi lời chia buồn sâu sắc về những thiệt hại nghiêm trọng do bão Yagi gây ra. Tổng thống đắc cử bày tỏ khâm phục tinh thần bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá, trong gần 7 thập kỷ qua, quan hệ hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, nhất là sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2013. Hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp và các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương nhằm tăng cường tin cậy và góp phần tháo gỡ khó khăn trên các lĩnh vực. Hai bên tin tưởng sẽ sớm đạt mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương, nhất trí phối hợp tháo gỡ khó khăn, giảm rào cản thương mại, tạo thuận lợi triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường hàng hóa của nhau, trong đó có hàng nông sản và sản phẩm hala. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Indonesia bảo đảm an ninh lương thực, đề nghị sớm ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại gạo, đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm hala của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, ủng hộ Việt Nam tháo gỡ thẻ vàng IUU trong lĩnh vực thủy sản. Tổng thống đắc cử Indonesia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ cao, mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp. Hai bên nhất trí khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư thuận lợi vào thị trường của nhau, làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, hợp tác nghề cá, xây dựng quan hệ đối tác số. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thúc đẩy phát triển bền vững, đồng đều các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Indonesia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để duy trì đoàn kết, lập trường chung và các kết quả ASEAN đạt được trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.